Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về nạn khổ. Tại sao Tiết Già chia sẻ hai chữ nạn khổ là coi như cái sự cận kề của cái khổ cho nên tiết già mới chia sẻ nạn khổ cuộc tương lai dữ dội nhân vật đồng thay đổi tiêu tan ở đây tại sao dùng chữ tương lai tức là không biết ngày nào tháng nào mà nơi nào hết tức là cái sự dữ dội này là coi như là toàn cái trái đất này mà không biết cái quốc gia nào mà gọi là làm trước hoặc cái quốc gia nào làm sao cũng như cái con dịch vừa rồi đó cái cơn dịch mà hả giống như đại dịch gì đó là hả giống như là quốc gia này trước rồi đi đến quốc gia kia chứ không bao giờ mà làm còn cái quả địa cầu hết đó các bạn đừng lo nói chung là hả làm một cái quốc gia kia để quốc gia nọ nhìn thấy và coi như chúng ta nhìn thấy nơi đó và chúng ta hả bước đến đường tu chứ nếu như mà làm một lúc hết là coi như mình không thấy không biết gì hết đúng không các bạn tại vì sao tại vì cái quân hội chót lập thành cơ đạo đức để độ đời thoát giật biển sông mê coi như là cái quân hội này là cái quân hội chót luôn cái quân hội mà mà gọi là cuối cùng để là cũng như là lập gì lập đời thánh đức các bạn tức là lập thành cơ đạo đức là coi như bây giờ á là hiện tại bây giờ á là giống như chỗ này sụp đất chỗ kia tiêu tan chỗ nọ dịch bệnh chỗ kia làm ăn không được mình nhìn thấy như vậy đó là mình không đến đường tu nữa thì mình còn trần chờ như thế nào nữa thì cái quân này là cái quân chót để lập như vậy á, cũng như là có những cái sự mà gọi là tiêu tan như vậy á, để coi như lập cái cơ đạo đức cho tất cả chúng ta bước vào cái con đường con đường đạo đó, để độ đời thoát giật biển sông mê coi như là cái mê trần thế này các bạn đã biết rồi là mê dữ lắm luôn à, giống như mình mê mà như mà cái biển mênh mông vậy á. tại sao gọi là biển sông mê các bạn có biết rằng khi mình mê rồi đó là mình không có dối tới nó mênh mông như biển cả đặt một ví dụ đơn giản vậy tôi ước ao có một đôi bông hột xoàn hoặc là anh nào cưới tôi đi cho tôi đôi bông hột xoàn là ngày hôm đó tôi cũng như mặc áo cô dâu chiếu chiếu hột xoàn đẹp lắm đúng không là mê lắm nhìn mê lắm mơ ước lắm nhưng mà người ta đủ phước người ta là hoa hậu người ta là diễn viên người ta là có con của tỷ phú thì mới được cưới như vậy đúng không các bạn còn mình đến mặt trần gian này mình thiếu phước mình nghèo khổ đâu có ai mà mang hột xoàn đến cưới mình đâu đó các bạn thấy không biết như vậy rồi thì bây giờ mình không có buồn là hãy nhờ cái dịp này mà mình mới bước vào đường tu để cái nguồn này là nói đúng hơn là cái nguồn gì cái nguồn là độ chúng ta để thoát khỏi cái biển mê trần thế này nguồn chót này là rất khổ nha các bạn dịch bệnh tai nạn đối khổ động đất nước dân Bây giờ mà giống như ai còn nói tôi thích ra xây nhà lầu, tôi muốn mua xe hơi, tôi muốn mua hột xoàng thì cái này coi như coi chừng là bị mơ đó các bạn gọi là mơ mộng. Cái xã hội thì coi như càng ngày càng chạy theo cái hướng gì? Hướng vật chất trần thế. Cho nên tiêu tan là để độ đời thoát khỏi sông mê. Lần này nó lạ lắm các bạn ơi. Nó không có sụp đất hết nha các bạn mà nó sụp một góc nào đó giống như là 10 căn nhà, 20 căn nhà. Cái bắt đầu hả? xung quanh đó người ta nhìn thấy đúng không? Hồi thấy sợ quá. Thôi bây giờ mình ăn chay niệm Phật đi. Đó là để độ đời thoát vực biển sông mê. Mà nếu như mà độ không được nữa, thì coi như cái người này phải nói là hả, không biết bao giờ mới bước đến đường tu đó các bạn muôn muôn ngàn ngàn kiếp kiếp mới được cái thân người mới được trở lại cái thời đại ân xá này. Mình đâu có chắc là cái kiếp sau mình được thân người đâu. Thì bây giờ mình đang có cái thân người này mình rất là dễ tu Bởi vì sao cuộc tan thương nay cũng gần kề Mà đường chánh đạo chưa hề ai biết đến Cuộc đời cai nghiệt nhiều nổi éo le nè Rồi hãy giống như nạn nọ nạn kia Liên tục cho đến ngày gì ngày tạo thiên lập địa Tại sao mà nạn này nạn kia đến ngày tạo thiên lập địa Bây giờ tạo thiên lập địa thì chưa có thấy Mà thấy nạn rồi đó đúng không các bạn chỗ này bão tuyết chỗ kia sụp đất chỗ kia thiên tai chỗ nọ động đất thì bây giờ nạn nọ nạn kia liên tục cho đến ngày tạo thiên lập địa tức là thay đổi cái quả địa cầu này cồn dâu quá bể mà bể quá cồn dâu thì cái này nó chưa đến cho nên lời tiên tri là chỉ cũng như là nói để lại cho chúng ta để học theo để noi gương theo thánh hiền mà ăn hiền ở lành tu tập đạo hạnh đến ngày gì ngày coi như là lập đời đó các bạn chứ không phải là giống như những lời tiên tri nói rằng là ôi coi chừng nha, coi chừng mà giống như là sụp đất coi chừng đau khổ coi chừng cũng không tránh khỏi nữa các bạn chỉ có bước vào đường tu mới có thể là giống như là mình được bước ra ánh sáng chứ chưa chắc mà gọi là tránh khỏi nữa bởi vì sao mình tu chậm quá mình tu giống như là hả chưa có được chọn đúng không các bạn nhưng mà nếu như mình tinh tấn tu hành thì có thể vượt qua coi như là mọi cái sự mà thử thách cái kỳ ba này nếu mình hả coi như là đi đến cái con đường đạo sớm hơn quân này nhân lợi dùi chôn trong cái cuộc tan thương biến đổi nha các bạn năm 2023 này là coi như nhân lợi dùi chôn không biết dùi chôn cái gì nếu như ở xứ tiết thì coi như bảo tiết là dùi chôn trong gì trong tiết rồi chết cống luôn chứ không phải mà dùi chôn mà đi ra được rồi nếu như mà gặp động đất thì coi như là dùi chôn trong đống đổ nát lúc này sợ quá động đất rầm rầm lên mình nói trời sợ sập cái căn nhà này quá không có nhà đẹp rồi làm sao ở được nó cái này là cái mê cho nên hả nếu như mà mình gặp những cái trận mà gọi là hạ tai nạn những cái trận mà gọi là động đất thì ai trong chúng ta là mang cái xác phàm này cũng hải hùng cũng sợ sệt hết đúng không các bạn sợ thì mình niệm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật để cũng như là cái sự mà hả mình được coi như cứu rỗi cái kỳ ba này đó các bạn đây là tiết già chia sẻ thật sự để chúng ta cùng nhau để bước đến cái con đường đạo chứ không bao giờ mà gọi là Sợ sệt hay là chia sẻ để các bạn lo lắng nha các bạn Hôm nay Tiết Già chia sẻ về cái nạn khổ sắp tới Tiết Già không có dám nói rõ cái sự diễn ra như thế nào nha các bạn Mặc dù Tiết Già đã đọc những lời tiên tri và chia sẻ lại các bạn Nhưng mà cái sự diễn biến sắp tới nó rất là hải hùng Mà nó không có cái ngày tháng để cho mình biết Mình chỉ bước vào đường tu là mình có thể mình biết trước cái sự việc đó xảy ra trong vòng cũng như là 5 phút 10 phút trước đó để cũng như là có được cũng như thần linh để cứu mình ra khỏi cái nơi đó thôi chứ không bao giờ mà mình biết trước ngày tháng đâu các bạn và chúng sanh sẽ gì sẽ bị coi như là tiêu diệt cái này không dám nói nha các bạn chỉ nói về đường tu để mai duyên coi như là cái quân mà gọi là quân cuối này là kỳ gì kỳ gọi là đại xá nam bang hữu phước đó tiết già nói cái sự tốt đẹp đi nha còn nói chung là cái khổ nạn này á, sắp tới nó hải hùng lắm mình biết như vậy được rồi mình bước vào đường tu đi đừng có bàn thêm nữa các bạn bàn thêm nữa nó rất là hải hùng thì bây giờ mình biết là cái quân này á là có những cái nạn khổ này là lý do cái quân cuối này á là đại xá nam bang hữu phước để cho đất nước việt nam nhìn thấy rằng là hả coi như là hạ người việt nam đất nước việt nam rất là hữu phước mối chơn truyền gặp được là mai tức là kỳ này mình gặp được tôn giáo nè mình gặp được đạo chơn truyền nè đúng không các bạn ở đâu cũng có tôn giáo hết ở đâu cũng có nhà thờ ở đâu cũng có chùa để cho mình tu không có nơi nào mà không có hết đó các bạn kỳ này nếu không tu mà còn lo danh vọng nữa thì bỏ sát trần cũng không mang theo được cái gì đó các bạn thấy có người nào bỏ sát trần mà mang được cái gì không ai cho mình mang hết đó các bạn ơi mà mang sao được nó cứng đơ rồi lấy gì cầm các bạn nghĩ là khi bỏ sát rồi cái hột sòn cầm nó rớt liền luôn đúng không các bạn mà tại sao cái lúc còn hơi thở là mình rất là mê là tại vì mình chưa có bước vào đường đạo Chứ nếu như mình bước vào đường đạo là tự nhiên mình không còn mê vật chất trên trần gian nữa Đời vừa gặp lúc hạ quân tan điền thương hải từng quần dần xoay Ở Các bạn thấy chưa, cái lời tiên tri nói vậy đó, kỳ này Tiết Già không dám nói mà hả giống như nó nói mà hả ờ, giải thích rõ ra để cho các bạn rất là sợ nha các bạn các bạn nghĩ là cái câu này là nhiêu đó các bạn hiểu rồi tan điền thương hải từng quần dần xây chỉ nói vậy thôi thiên cơ khó nổi tỏ bài mai duyên mới gặp đạo thầy kỳ ba ráng tu cho kịp long qua trễ rồi một kiếp đọ so muôn đời tại sao kỳ này mà ai cũng nói rằng tu mau kẻo trễ tại sao tu mau kẻo trễ vậy trễ là trễ cái gì trễ là coi như là mình bước vào đường tu là mình được đại ân xá còn nếu như mà không phải là cái kỳ ba này không phải là cái kỳ đại ân xá này thì coi như là mình phải xuất gia tu học mình phải ẩn tu còn kỳ đại ân xá này thì cho chúng ta tu tại gia nè vừa làm vừa tu nè mà tu coi như là 84.000 pháp môn để cho chúng ta tu Chứ không phải là một pháp môn Đó cái kỳ này là cái kỳ đại ân xá mà mình không chịu tu nữa Mà đại ân xá là gì? Là coi như bước vào đường tu là mình được xóa cái tội cũ của mình Mà cộng cái phước mới Bởi tại sao người tu các bạn biết không? Tự dưng đang nghèo, đang khổ, đang đói Tự dưng có gạo ăn Có gạo ăn, có nhà ở, có tất cả những gì mặc dù người tu người ta không có ham giàu nhưng mà hả người ta đang đói mà người ta bước vào đường tu là tự dưng ấm no hạnh phúc liền trễ rồi một kiếp mà gọi là đọa xa muôn đời là coi như cái kiếp này nếu mình không tu mà mình coi như là chạy theo cái dòng đời mình ham ăn ham nhậu ham say xưa cờ bạc rượu chè bất hiếu chửi mắng cha mẹ ông bà mà mình không chịu tu nữa thì coi như là mình trễ là mình bị gì đỏ xa muôn đời đỏ xa là coi như cái hồn mình là là coi như là không bao giờ cái thân sao mà được thân người đó các bạn dầu cho giật đổi sao dời tu hành cũng được phật trời chở che tức là nói kiếp sau chưa chắc mà mình được cái thân này cho nên hả mình phải bước vào đường tu dù cho giật đổi mà sao giờ coi như là dù cho biến động thế giới dù cho sụp đất sụp nhà sụp cửa gì đó các bạn thì coi như cái thân này mình vẫn vững và tiếp tục cái con đường tu hành nữa tu hành cũng được phật trời chở che người tu mà chánh pháp rồi á là không còn sợ gì nữa hết đó các bạn không sợ nghèo sợ đói không sợ chết chóc không sợ tất cả những gì hết khi đã hiểu được luật nhân quả trên trần thế rồi thì coi như mình tiếp tục tu là người mình rất gì rất là hùng mạnh sống mà có giống như là khí thế để sống vậy còn thời buổi bây giờ hỏi các bạn rằng hở ra cái chỗ này sụp đất chỗ kia động đất chỗ nọ thiên tai lũ lụt bên kia coi như là chiến tranh bên nọ coi như là hả tai nạn giao thông rồi dịch bệnh lúc trước các bạn thấy ông khiên rầm rầm nó các bạn thấy sống như vậy nó yếu mềm nó sợ sệt còn khi mình bước vào đường tu rồi là mình không còn sợ sệt nữa nó mình đủ bi trí dũng để coi như là mình sống trên cái trần gian này để mình tiếp tục cái con đường hành đạo tiết già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng bước vào đường tu nhanh lên kẻo trễ để cái nạn khổ tới tránh không khỏi và coi như là mình không được mà hạ giống như là tu hành cũng được phật trời chở che đó các bạn video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo